Trưa 23 tháng 3, Bộ Y tế công bố thêm 3 ca bệnh mới dương tính với COVID-19. Như vậy, Việt Nam đã có 116 ca bệnh trên cả nước. Bệnh nhân 114, giới tính nam 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh Việt Nam tại Hà Lan, về nước trên chuyến bay SQ-176, quá cảnh tại Singapore. Kết quả sàng lọc lúc nhập cảnh ngày 15 tháng 3 cho kết quả âm tính, sau đó được cách ly tập trung tại Sơn Tây. Ngày 19 tháng 3, bệnh nhân có biểu hiện sốt 38 độ C, đau họng. Ngày 21 tháng 3 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 115, giới tính nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống tại Cộng hòa Séc. Bệnh nhân là con gái của bệnh nhân 94, một trong 5 người cùng một gia đình từ Cộng hòa Séc về Việt Nam trên chuyến bay SU-290. Bệnh nhân nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18 tháng 3 cùng chuyến bay với mẹ là bệnh nhân 94 và bệnh nhân 93. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân cho kết quả âm tính ngày 18 tháng 3 và cô được chuyển về khu cách ly tập trung tỉnh Bắc Giang cùng bệnh nhân 94. Đến ngày 20 tháng 3, xét nghiệm tiếp cho kết quả dương tính COVID-19. Bệnh nhân 116 là bệnh nhân nam 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là bác sĩ khoa cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bệnh nhân 116 tham gia chống dịch COVID-19 từ ngày 31 tháng 1. Trong quá trình làm việc, bệnh nhân 116 được cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân. Sau giờ làm việc, bệnh nhân 116 nghỉ và sinh hoạt ở khu vực cách ly dành cho nhân viên y tế trong bệnh viện. Ngày 19 tháng 3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau rát họng. Ngày 20 tháng 3, bệnh nhân xuất hiện thêm triệu chứng ho, đau mỏi cơ, sốt. Ngày 21 tháng 3, bệnh nhân tự cách ly tại khu vực đệm của khoa cấp cứu, được xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Các nhân viên y tế cùng làm với bệnh nhân 116 đã được đưa vào diện giám sát, xét nghiệm lần đầu ngày 21 tháng 3, tất cả nhân viên này âm tính với virus SARS-CoV-2. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.